Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là những tin vắn giao thông đáng chú ý. Trong đó, nhiều tuyến đường xuất hiện tình trạng sụt trượt ta luy dương như quốc lộ 1 qua Quảng Ngãi, quốc lộ 14G tại km số 34. Hiện lực lượng chức năng mới thông 1/2 mặt đường đoạn sụt trượt, giao thông vẫn ách tắc. Các tuyến quốc lộ 19 đoạn qua Gia Lai, km 66 đến km 243, quốc lộ 26 qua Khánh Hòa và Đắk Lắk, quốc lộ 27C qua Khánh Hòa xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đất cát tràn lấp mặt đường, gây cản trở lưu thông. Không chỉ thế, đèo Khánh Lê từ Nha Trang đi Đà Lạt đang bị sạt lở và hư hỏng nặng, xe cộ chưa thể lưu thông được. Trời tiếp tục mưa khiến ngập nhiều tuyến đường, thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Tại nhiều tuyến tỉnh lộ của tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình cũng đang trong tình trạng tương tự, mặt đường rạn nứt, bong bật hoặc ngập sâu dưới nước. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận những ngày qua đã làm cho tuyến đường ven biển đoạn từ Phước Dinh đi Cà Ná, huyện Thuận Nam bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều tảng đá lớn nặng hàng tấn phủ đầy mặt đường làm cho các phương tiện không thể lưu thông. Lực lượng chức năng đang cố gắng khắc phục để thông tuyến trong ngày hôm nay. Theo ghi nhận, tuyến đường ven biển đoạn từ xã Phước Dinh đi xã Cà Ná có hàng chục điểm sạt lở, trong đó có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, chắn ngang hoàn toàn đường đi. Hàng nghìn mét khối đất đá từ trên núi đổ xuống mặt đường, làm đổ gãy nhiều trụ điện và hư hỏng nhiều phương tiện khác. Thì cũng nguy hiểm chứ, nhưng mà điều đường mình lưu thông thì mình phải lưu thông, chứ còn đường thì nó sạt lở, mùa mưa nó phải sạt lở thôi chứ. Thì chuyện bà con ta lưu thông thì đường đi hàng ngày thì chấp nhận hay chịu cái vấn đề nguy hiểm. Theo dự báo, những ngày tới, trên địa bàn huyện Thuận Nam có mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ xảy ra sạt lở vẫn rất cao. Khoảng 21 giờ tối ngày 2 tháng 11, tài xế Nguyễn Văn Chiêu sinh năm 1976, ngụ tại Thuận An, đang điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 61C17118 chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương thì bất ngờ mất lái, lật ngang rồi trượt dài trên đường. Tài xế và phụ xe kẹt cứng trong cabin. Vụ tai nạn xảy ra ở giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn, Chu Văn An, khu phố 1, phường An Phú, Thuận An, Bình Dương. Do xe bất ngờ mất lái khiến chiếc xe tải bị nghiêng lật ngang giữa đường rồi trượt dài về phía trước hơn 10 mét mới chịu dừng lại. Tài xế và phụ xe tải bị thương, kẹt cứng trong cabin. Người dân xung quanh dùng xà beng và nhiều vật dụng khác đập cửa đưa hai người đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Nhận tin báo, lực lượng chức năng, cảnh sát giao thông công an thị xã Thuận An đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Tới 23 giờ cùng ngày, hiện trường vẫn đang được xử lý. Tuyến quốc lộ 22 dài 58 km chạy qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh là tuyến giao thông huyết mạch vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh miền Đông, Tây Nam Bộ và từ thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Ninh qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài sang Campuchia và các nước khu vực ASEAN. Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố hiện có 4 nhà đầu tư quan tâm dự án theo hình thức hợp đồng BOT với mức đầu tư cao nhất là 9.500 tỷ đồng. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất phương án mở rộng mặt đường dự án nâng cấp quốc lộ 22 đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh là 60m. Riêng đoạn đi qua tỉnh Tây Ninh chỉ nâng cấp mặt đường thoát nước theo bề rộng hiện hữu, vận tốc thiết kế là 80 km/h. Ngoài ra, dự án sẽ xây cầu vượt tại nút giao Trung Chánh với hai nhánh, mỗi nhánh rộng hơn 13m. Đối với cầu An Hạ, huyện Củ Chi và Hóc Môn, thành phố đề xuất mở rộng thêm 15m mỗi bên của cầu hiện hữu, các cầu còn lại giữ nguyên hiện trạng. Tổng mức đầu tư được đề xuất lần lượt là 6.500 tỷ, 8.500 tỷ, 8.600 tỷ và 9.500 tỷ đồng. Trong đó, tiền giải phóng mặt bằng khoảng 2.200 đến 3.000 tỷ đồng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đồng ý cho thành phố Hồ Chí Minh thí điểm vận hành 3 tuyến xe buýt không trợ giá, sử dụng xe điện 4 bánh 12 chỗ ngồi. Xe buýt điện sẽ hoạt động thí điểm phục vụ du khách tại khu vực trung tâm thành phố, khu đô thị Phú Mỹ Hưng và dọc kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong giao Sở Giao thông Vận tải thí điểm vận hành 3 tuyến xe buýt không trợ giá chạy bằng điện, hoạt động trong phạm vi hạn chế. Lộ trình cụ thể của 3 tuyến bao gồm: tuyến số 1 xuất phát từ công viên 23 tháng 9, đi qua các tuyến đường trung tâm như Phạm Ngũ Lão, công trường Mê Linh, Hai Bà Trưng, kết thúc ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn và ngược lại. Tuyến này có 11 xe. Tuyến số 2 bao gồm 5 xe với 3 lộ trình xuất phát từ các đường Phạm Văn Nghị, Tần Phú và Hoàng Văn Thái, đi qua nhiều tuyến đường ở Phú Mỹ Hưng và quay về điểm xuất phát.
Tuyến số 3 gồm 3 xe, bắt đầu tại bến thuyền Nội Đô phường Đa Cao, quận 1 và điểm cuối tại bến thuyền Nội Đô phường 7, quận 3. Bắt đầu từ 10 giờ sáng nay mùng 3 tháng 11, những hành vi vi phạm giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai chính thức bị xử phạt. Theo đó, hơn 30 camera thuộc hệ thống giám sát xử lý vi phạm bằng hình ảnh do công ty hệ thống thông tin FPT thực hiện sẽ ghi lại tất cả hình ảnh các phương tiện vi phạm và truyền về trung tâm dữ liệu. Tại đây, các chiến sĩ cảnh sát giao thông trực sẽ được thông báo vi phạm bằng âm thanh khá lớn, đồng thời ngay lập tức có thể trích xuất video kèm hình ảnh của hành vi vi phạm. Với hình thức phạt nóng, cảnh sát giao thông trực hệ thống sẽ ngay lập tức thông báo cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại hai đầu của tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai biết để dừng và xử lý ngay. Những video và hình ảnh này sẽ trở thành căn cứ để lực lượng cảnh sát giao thông gửi phiếu phạt cho chủ phương tiện. Dữ liệu này có thể lưu trữ trong một năm, do đó mà lịch sử vi phạm của mỗi xe đều sẽ được ghi lại. Ngày 2 tháng 11, nhà chức trách sân bay Tân Sơn Nhất đã thực hiện trục xuất hành khách người Trung Quốc có tên Đông Yayin, 36 tuổi, đi trên chuyến bay VN595 Hồng Kông - Thành phố Hồ Chí Minh hôm 1 tháng 11 vì vi phạm pháp luật Việt Nam. Trước đó, khi máy bay đang trong hành trình, ông Đông Yayin, ghế ngồi 19D, đã đứng lên lấy vali của một hành khách khác lục lọi. Tổ tiếp viên và hành khách gần đó đã kịp thời phát hiện nên ông này chưa kịp lấy cắp đồ trong hành lý. Sau đó, công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm quy chế xuất nhập cảnh đối với hành khách vi phạm. Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng Thành phố Hồ Chí Minh vừa đình chỉ một lái xe buýt vì hành vi vừa lái xe vừa nghe điện thoại. Đó là Nguyễn Quốc Tuấn, điều khiển xe buýt biển kiểm soát 53N5208 chạy trên tuyến 74 hướng bến xe An Sương đi bến xe Củ Chi. Vào khoảng gần 9 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2016, anh Tuấn có sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe buýt. Thời gian sử dụng là 5 phút. Trong thời gian này, vận tốc xe buýt có thời điểm tối đa là 50 km/h. Trên một diễn đàn mạng chuyên ô tô xe máy, chia sẻ của tài xế bị cảnh sát giao thông dừng xe vì vượt lỗi đèn vàng thu hút được nhiều sự quan tâm. Theo đó, khi tài xế này lưu thông tới ngã tư Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh ở Hà Nội, thấy đèn xanh còn đủ đi nên vẫn cho xe tiếp tục di chuyển thì bất ngờ bị một chiến sĩ cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe. Theo cảnh sát giao thông này, tài xế vi phạm lỗi vượt đèn vàng, tuy nhiên sau đó, tài xế đã tìm lại đoạn clip trong camera giám sát hành trình để chứng minh mình không vi phạm. Theo phản ánh của người dân, từ nhiều năm nay, trên tuyến đê Tả Đuống, đoạn từ ngã năm cầu Đuống vào xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, thường xuyên diễn ra tình trạng xe chở vật liệu trọng tải lớn lưu thông gây mất an toàn giao thông. Dù đây là tuyến đê chỉ cho phép xe trọng tải dưới 10 tấn hoạt động, tình trạng xe quá tải hoạt động rầm rộ nhưng không được xử lý dứt điểm khiến người dân địa phương bức xúc. Đây là tuyến đê Tả Đuống thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ngay từ 8 giờ sáng cho tới tận đêm khuya, những chiếc xe chở vật liệu xây dựng trọng tải lớn liên tục lưu thông qua đây. Mặt đường bị băm nát bởi các loại xe quá tải chạy qua đây ngày đêm, bụi mù mịt. Xe chạy chiếm 2/3 lòng đường nên khiến người dân lưu thông qua đây thường xuyên phải nép sát vào lề đường để tránh. Chạy suốt ngày dọc suốt ngày đêm luôn, mà cả một tuyến đường này xe cát thì tí các chị xem. Toàn xe quá trọng tải nó chạy suốt ngày suốt đêm không chịu bụi được. Để chúng tôi nhà này chị các chị nhìn không nhà nào phải dám mở cửa, ngày nào phải đóng cửa. Ảnh hưởng đời sống của dân thì có nhiều trẻ con ho mà bản thân tôi cũng bị mất tiếng. Cho nên bụi bặm, cho nên xảy ra tai nạn rất nhiều. Và tối chúng tôi trước khi đi tập thể dục giờ không dám đi tập thể dục. Nên chúng tôi cũng đề nghị trong xã với lại huyện này nhưng mà chưa thấy ăn thua gì. Đấy. Mà xe cứ chạy ngày đêm là xe chạy rất là nhiều. Càng về đêm thì xe to nó chạy càng nhiều. Tấm biển này ghi thông tin tuyến đê chỉ cho phép xe trọng tải dưới 10 tấn hoạt động, nhưng hình như nó không có tác dụng. Biển cứ để đấy mà xe quá tải cứ chạy ầm ầm.
trên toàn tuyến. Nhiều vị trí đã bị nứt, lún, đặc biệt nhiều đoạn bị gồ ghề do xe chở áp phan vương vãi xuống mặt đường. Đối với địa phương thì chúng tôi cũng chỉ tập trung vào cái công tác tuyên truyền đến các cái chủ các cái bến bãi và tuyên truyền đối với các cái phương tiện, chủ các cái phương tiện. Còn một phần chúng tôi cũng rất là cậy nhờ đối với các lực lượng thanh tra, đây là cái lực lượng có cái chuyên trách về thực hiện cái công tác kiểm tra, xử phạt đối với các phương tiện vận chuyển quá tải trọng hoặc là vi phạm về cái vấn đề môi trường. Thì về phía thanh tra cũng yêu cầu đội thanh tra giao thông vận tải Gia Lâm phối hợp công an huyện để mà tăng cường công tác kiểm tra xử lý. Thì qua cái thời gian vừa qua thì về phía công an huyện thì cũng đã xây dựng kế hoạch, yêu cầu thanh tra chúng tôi cũng đã cử người phối hợp. Và hiện nay thì cái công tác đang duy trì kiểm tra xử lý vẫn được tiến hành trên địa bàn quận Gia Lâm, đặc biệt cái khu vực đê tả sông Đuống. Những chiếc xe quá tải này vẫn ngày đêm cày nát mặt đê tả Đuống. Chúng trở thành nỗi khiếp sợ của người dân trong nhiều năm qua. Trong khi cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vẫn chưa có đủ những biện pháp cứng rắn để chấm dứt tình trạng này, trả lại sự an toàn và bình yên cho người dân ở đây. Bản tin giao thông an toàn ngày 3 tháng 11 của VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.